Hello mọi người, tôi là Minh. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm chuyên dụng của hãng Digi-Pas. Đó là một cái thước điện tử đo 2 chiều. Thước điện tử thủy đo 2 chiều. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm chất lượng rất là cao, giá cũng rất là cao luôn chứ không có rẻ. Chuẩn của nó thì đạt được chuẩn xuất khẩu ở châu Âu, chuẩn ROHS. Thì những cái này mọi người cứ xem ở trên cái trang web của nó, Digi-Pas. Digi-Pas đâu rồi, không ghi đây ta. Thì con này nó đạt được những cái tiêu chuẩn như là ISO 9001, ISO 14001, rồi OHSAS 18001. Nói chung nó đạt nhiều chứng chỉ lắm về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm này là sản phẩm của Singapore, hãng này của Singapore. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái này là như thế nào. Thực sự bản thân mình cũng không biết cái này dùng cho công việc gì. Mình lấy về mình coi nó xài sao. Đây là cái hộp của nó, và trong đây thì nó sẽ có cái gì đây. Đây là cái túi để chúng ta đựng cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm của mình. Đây là pin. Đây thì nó sẽ cho mình 2 pin. Đây là 2 cục pin để sử dụng. Thì nó sử dụng pin bình thường thôi, pin đồng hồ thôi. Ở đây nó tặng cho mình một cái cây nhôm. Cái cây nhôm này giống như một cái cây để mình lấy được cái cữ này. Tức là chúng ta sẽ định chuẩn bằng cái này. Cái này là cái cây chuẩn để chúng ta chuẩn hóa cái thước của mình trước khi mà mình đo. Thì bây giờ để sử dụng cái này thì mình sẽ làm như thế nào? Thì đây là hình dạng cái thước. Cái thước này nó hình dạng chữ L. Ở đây là gốc cây vuông, mặt trước của nó là mặt điện tử và mặt phía sau của nó là để mình cầm cái ngón tay mình vô như thế này. Có 3 chỗ để mình để ngón tay vào. Đây là phần để chúng ta chỉnh với các thông số như on, off, rồi tùy chỉnh, rồi cân chỉnh. Nó sẽ có 3 cái ống thủy ở 3 chiều, chiều này và chiều này, x, y, z theo trục không gian. Thì bây giờ khi mà chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Một cái điều nữa là cái này nó có 500. Là khi chúng ta cầm vô kim loại thì nó sẽ hít. Ở đây cái này là nhôm, nó sẽ không hít được nha. Kim loại như sắt, những kim loại có khả năng tự tính đó, thì nó sẽ hít vô. Nên là chúng ta sẽ sử dụng rất là chính xác khi mà chúng ta làm việc. Thì đây là sản phẩm chuyên dụng dành cho những anh em mà làm những cái công việc liên quan đến như là ở đây mình nó có ghi nè, như là lắp kệ nè, lắp cửa nè, rồi cân chỉnh những cái cầu thang, rồi lắp máy móc, làm cầu đường, nhà xưởng, tà lai hết. Nói chung nó nhiều thứ lắm để chúng ta hãy sử dụng cái này. Bây giờ mình sẽ gắn cục pin vô để chúng ta xem. Chúng ta lưu ý là gắn cho đúng chiều. Rồi, sau khi mình gắn pin vô thì mình sẽ mở lên ha. Khi mình mở công tắc lên thì nó sẽ hiện on. Ở đây nó sẽ hiện lên những cái thông số theo cái trục thẳng đứng và trục ngang. Thì nó sẽ hiện cái độ ở đây. Thật ra cái thước này á, là cái thước rất là chuyên dụng. Những anh em nào thật sự cần thiết mới sử dụng cái thước này thôi. Và mình nếu mà cái anh em nào đang cần thì nó sẽ rất là ok. Thì mọi người thấy ở đây nó có cái nút thủy ở trên đây, và ở dưới này nó cũng có một cái chấm. Cái chấm này sẽ chạy qua chạy lại tương ứng với cái thủy ở trên theo cái độ mà mình sẽ thấy ở đây. Ở bên đây là cái độ liên quan đến trục ngang, và phía bên này là trục đứng. Thì ở đây mình sẽ thấy là khi mà mình nghiêng cái thủy này, ví dụ ngay đây là nghiêng qua nè, ví dụ chỗ này đi là 0 độ 0.05 nè. Đó thì nó nằm ngay đây, thì cái thủy nghiêng ngay chỗ này. Còn đi theo chiều này thì thì chúng ta khi mà chúng ta theo chiều này á thì nó sẽ hiện bên đây. Bên đây cũng có một cái cây theo chiều đứng như thế này. Đó. Nó nghiêng lên nghiêng xuống thì cái này nó sẽ hiện cho mình là mình đang nghiêng qua hướng nào. Đó. Thì cái cây này, thước thủy này khi chúng ta sử dụng á, thường chúng ta sẽ gắn cố định trên cái vật thể mà mình muốn đo. Chẳng hạn như ở đây là một cái cây cột, mà mình muốn chỉnh cái cây cột này nghiêng qua nghiêng lại hoặc là lắp đặt sau đó cho nó ngay cái trục, Thì khi mà nó đã cố định trên đây rồi thì mình nghiêng cái cây cột này đồng nghĩa với mình nghiêng cái trục này. Thì khi nào mình đưa về cái vị trí mà nó như mình mong muốn, cái góc độ mình như mình mong muốn, thì lúc đó là mình sẽ hold, mình giữ lại thì nó sẽ ra kết quả đó, mình giữ kết quả đó hoặc là mình sẽ dừng lại cái thao tác đó. Rồi về chỉnh mà hiệu chỉnh thì ở đây có nút hold. Khi nào chúng ta cần hiệu chỉnh, khi hiệu chỉnh là khi mà chúng ta muốn lấy thêm một cái chuẩn khác thì chúng ta sẽ bấm cái nút này hiệu chỉnh. Thì mọi người xem cái clip mà mình giới thiệu cái cây thước điện tử nằm ngang của hãng DWL200 á, DWL200 của hãng Digi-Pas này luôn, thì mọi người sẽ biết cái cách để chúng ta hiệu chỉnh một cái thước như thế nào. Trong cái video này thì mình không nói lại cái lần đó nữa, mọi người chịu khó mọi người xem. Cái độ hoàn thiện của sản phẩm này rất là tốt, nó đạt những cái chuẩn này mọi người nghĩ là nó cũng phải là dạng thường. Và đây là hàng của Singapore, và Singapore là một trong những nước phát triển chứ không phải là những nước chậm phát triển, nên những cái yêu cầu của nó và những cái này mình nghĩ nó cũng khá là cao. Thì cái sản phẩm này mọi người muốn mua hàng thì cứ liên hệ Làm Mộc, giá thì mình sẽ có ghi trong phần miêu tả của video này. Địa chỉ cửa hàng mình là 257 Sạc 5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0236 710 9797. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7. Tôi là Vinh, cảm ơn đã xem video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.